sân vận động phường Hoàng Sơn Thành Đô được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại huyện Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 1 năm 2022 với kinh phí xây dựng 275 triệu đô la Mỹ. Kiến trúc sân vận động gợi nhớ đến truyền thống uống trà hàng thế kỷ ở Tứ Xuyên. Hình dạng của nó có thể được xem như một cái bát không có tay cầm. Một khu vực được nâng lên xung quanh sân vận động như một chiếc đĩa, trong khi nhà thi đấu bên cạnh tượng trưng cho một cái nắp. Toàn bộ điều này được lấy cảm hứng từ một bộ truyền trà gọi là Gai Oan. Mái vòm mở của sân vận động phường Hoàng Sơn Thành Đô bao gồm các sợi cáp được phủ một lớp màng, có diện tích khoảng 27.000 m². Trong khi, mặt tiền của sân vận động là rèm kim loại màu xám nhạt với nhiều lỗ mở. Chúng bao gồm 8.800 tấm nhôm đục lỗ và 69.000 tấm cùng chất liệu nhưng không có lỗ. Tổng diện tích mặt rèm này là 61.000 m². Chúng có thể được chiếu sáng bằng nhiều màu sắc khác nhau vào ban đêm. Khán đài phường Hoàng Sơn Thành Đô chia thành hai tầng, được ngăn cách bởi một dải ghế thương gia. Một điểm đặc biệt ở khán đài sân vận động này là ở tầng dưới phía sau khung thành phía nam. Một khán đài di động 3.128 chỗ ngồi đã được lắp đặt, được sử dụng để tổ chức các loại sự kiện khác nhau. Phía trên có màn hình LED lớn kích thước 13,1m x 6,57m. Màu sắc của ghế được khảm chủ đạo bởi các sắc thái khác nhau của màu vàng và màu xanh. Trong khi mặt sân sử dụng cỏ lai, với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Thành Đô Dung Thành, đội bóng của Chinese Super League. Sân vận động bóng đá Long Hưng Trùng Khánh được bắt đầu xây dựng vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại thị trấn Long Hưng, quận Du Bắc của thành phố Trùng Khánh. Công việc xây dựng hoàn thành vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 và chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 382,7 triệu đô la Mỹ. Khán đài được chia thành 3 tầng, ngoại trừ khán đài phía nam, nơi tầng giữa đã được thay thế bằng một tầng thấp hơn mở rộng. Tầng dưới cùng mở rộng có sức chứa 10.000 khán giả và dành cho những người ủng hộ nhiệt tình nhất của câu lạc bộ. Đây sẽ là khán đài lớn nhất thuộc loại này ở Trung Quốc. Ở phía bắc, khán đài có thể thu vào đã được lắp đặt thay cho tầng dưới của khán đài, khi thu lại, để lộ thêm một không gian phục vụ như một sân khấu trong các buổi hòa nhạc. Các khán đài của sân vận động Long Hưng Trùng Khánh được trang bị ghế gấp với màu sắc ấm áp, được sắp xếp theo hoa văn lượn sóng. Sức chứa của sân vận động là 60.000 khán giả. Trong khi hai màn hình video được treo phía trên mái tre phía sau khung thành. Các khán đài đã được ốp một khung thép, tạo thành cơ sở cho mặt tiền và mái tre. Lớp phủ mặt tiền có những khúc cua tinh tế chạy lên trên ở một góc xiên. Mặt tiền kim loại được xen kẽ với bốn dải được tạo ra từ vật liệu trong suốt. Đèn LED được lắp đặt cho phép mặt tiền được chuyển đổi thành một màn hình đa phương tiện khổng lồ vào ban đêm. Hiện tại, sân vận động bóng đá Long Hưng Trùng Khánh là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Rồng Đồng Lương Trùng Khánh, tân binh của giải hạng nhất Trung Quốc, China League One. Sân vận động trung tâm bóng đá Tây An của tỉnh Thiểm Tây được khởi công xây dựng tại khu thương mại Phong Đông vào ngày 13 tháng 8 năm 2020 với diện tích xây dựng 239.000 m². Sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 với kinh phí xây dựng 352,7 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên ở Tây Bắc Trung Quốc. Hình dạng của sân vận động giống như một làn sóng chảy, liên tưởng đến sự náo động của người hâm mộ đang xem một trận đấu hấp dẫn. Các khu vực ban công được phủ đầy cây xanh, mái tre mờ và các cột nguy nga tô điểm cho sân vận động trung tâm bóng đá quốc tế Tây An. Các ban công với cây xanh được che chở bởi phần nhô ra của mái tre, chúng được thiết kế để cung cấp bóng mát chống lại khí hậu mùa hè nóng bức của Tây An. Phần còn lại của mặt tiền sân vận động bao gồm các cột khổng lồ và tấm ốp với đường quét sẽ giúp xua tan gió bắc. Khán đài hình yên ngựa được thiết kế bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tối ưu khoảng cách và tầm nhìn cho khán giả từ tất cả các ghế. Sức chứa của sân vận động quốc tế Tây An là 60.000 khán giả. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Có lẽ tính năng thú vị nhất là mái tre hai lớp. Cấu trúc mái lưới cáp nhịp dài siêu nhẹ được tạo thành từ một lưới cáp căng với một màng mờ trên khu vực chỗ ngồi. Bởi vì nó rất nhẹ, mái tre sử dụng ít vật liệu hơn bình thường cần thiết để xây dựng một cái gì đó như thế này. Trong khi,
phần nhô ra phía trên khán đài bảo vệ khán giả khỏi mưa và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, trong khi vẫn cho phép một phần ánh sáng tự nhiên lọt vào đủ cho cỏ dưới sân phát triển. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về câu lạc bộ bóng đá được sử dụng sân vận động Trung tâm bóng đá quốc tế Tây An làm sân nhà. Sân vận động thành phố thể thao King Abdullah được xây dựng từ năm 2012, nằm ở phía bắc Jeddah và khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 2014. Sân được thiết kế bởi các kiến trúc sư của Ả Rập. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 560 triệu đô la Mỹ. Nó có biệt danh là The Shining Jewel. Với khán đài 3 tầng, sân bóng này có sức chứa 62.345 khán giả. Đây là sân vận động lớn nhất ở Jeddah và lớn thứ hai ở Saudi Arabia, sau sân vận động quốc tế King Fahd ở Riyadh. Ngoài ra, đây là sân vận động lớn thứ 10 trong thế giới Ả Rập. Nhìn từ trên cao, sân vận động nằm ở trung tâm của một vòng tròn lớn nên được xem như một viên ngọc quý. Vào ban ngày, bề mặt của nó phản chiếu ánh nắng mặt trời và màu sắc được sử dụng trên mặt tiền giống như của cát biển. Vào ban đêm, sân vận động lấp lánh và có thể được nhìn thấy ngay cả từ khoảng cách lớn với ánh sáng phát ra qua lớp ốp được đục lỗ phần lớn. Hiện tại, đây là sân nhà của hai câu lạc bộ bóng đá Al Ahly và Al Ittihad, những câu lạc bộ hàng đầu của Saudi Pro League. Sân vận động bóng đá Vịnh Suối Đại Liên được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 10 năm 2020 trên một mỏm đất nhân tạo rộng 26,5 ha ở rìa phía bắc của Vịnh Đại Liên. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào cuối năm 2022 và chính thức khánh thành vào ngày 16 tháng 6 năm 2023. Kinh phí xây dựng sân vận động là 261,5 triệu đô la Mỹ. Thiết kế sân vận động bóng đá Vịnh Suối Đại Liên lấy cảm hứng từ sóng biển và vỏ sò. Mặt tiền được hình thành bởi các vòng tròn chồng lên nhau nhằm phản chiếu sóng biển. Các tấm ETFE màu xanh bao phủ sân vận động phản chiếu ánh sáng lung linh như nước ở Vịnh Đại Liên. Vào ban đêm, chúng có thể được sử dụng để tạo ra ánh sáng nổi bật. Nhìn từ bên ngoài, sân vận động có đường viền hình bầu dục, thậm chí gần như một vòng tròn, trong khi bên trong, khán đài có bố cục bóng đá đặc trưng bao quanh sân chơi hình chữ nhật. Khán đài được chia thành 3 tầng và chứa 63.000 khán giả. Các khán đài được trang bị ghế ngồi với tông màu xanh và sám, được sắp xếp theo mô hình sóng biển. Các tầng khán đài cũng được ngăn cách bởi hai dải LED vi băng. Khán đài được bao phủ bởi một mái che màng trắng, được giữ bởi một cấu trúc gân. Đèn pha và hai màn hình video được treo trên mái che. Sân vận động được trang bị công nghệ hiện đại và cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức các sự kiện ở mức cao nhất. Hiện tại, sân vận động bóng đá Vịnh Suối Đại Liên đang là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Đại Liên, đội bóng vừa phải xuống hạng nhất sau mùa giải Chinese Super League 2023. Saitama 2002 là một trong những sân vận động được xây dựng để phục vụ World Cup 2002. Nó được khởi công xây dựng vào ngày 9 tháng 5 năm 1998 tại Saitama, nằm trong khu vực đô thị Tokyo. Sân vận động chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 10 năm 2001, với kinh phí xây dựng là 35,6 tỷ yên Nhật Bản. Đặc điểm mang tính biểu tượng trong thiết kế của nó là mái che. Hai hình tam giác dạng vòm rộng lớn trải rộng trên 29.000m2 trên khán đài phía Tây và phía Đông. Khán đài Saitama 2002 có sức chứa 63.700 khán giả. Trong đó khán đài phía Đông và phía Tây có 2 tầng, còn hai khán đài còn lại có một tầng là nơi đặt hai màn hình video của sân vận động. Sân vận động này có dàn đèn với công suất chiếu sáng 2.000 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Urawa Red Diamond, một trong những câu lạc bộ hàng đầu của J-League. Seoul World Cup cũng là một trong những sân vận động được xây dựng để phục vụ World Cup 2002. Nó được khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1998 tại Seoul. Sân vận động chính thức mở cửa vào ngày 10 tháng 11 năm 2001. Với diện tích 216.712m2 và diện tích xây dựng là 58.539,63m2. Kinh phí xây dựng sân vận động là 206 tỷ won. Nhìn từ trên cao, sân vận động Seoul World Cup trông giống như một con diều bang bay lớn. Mái che của sân vận động lấy cảm hứng từ Hoangpo.
những chiếc thuyền buồm truyền thống của Hàn Quốc trên sông Hàn. Mái tre được phủ bằng vải sợi thủy tinh và polycarbonate tráng men trông như thể nó được làm từ hanji, loại giấy truyền thống của Hàn Quốc. Bao phủ khoảng 93% số ghế ngồi trên khán đài. Sức chứa của sân vận động Seoul World Cup là 66.806 khán giả. Nó từng là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất châu Á cho đến năm 2021. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá FC Seoul. Đội bóng đang chơi tại Click One. Sân vận động công nhân Bắc Kinh mới được bắt đầu xây dựng vào tháng 8 năm 2020, trên chính vị trí của sân vận động công nhân cũ. Công việc xây dựng hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 và chính thức được khánh thành vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, với kinh phí xây dựng 484 triệu đô la Mỹ. Sân vận động công nhân mới chỉ dành riêng cho bóng đá. Nó vẫn giữ được hình dạng bầu dục, với một trong những đặc điểm nổi bật nhất gợi nhớ đến đấu trường cũ là mặt tiền bằng bê tông có 80 cột. Được tái tạo giống như sân vận động công nhân cũ. Các khán đài của sân vận động bao quanh sân ở tất cả các phía. Phần lớn các ghế trên khán đài mang màu xanh lá cây, trong khi những chiếc ghế màu vàng được sử dụng để tạo nên chữ Beijing FC ở khán đài phía đông. Hai hệ thống màn hình LED ribbon được lắp đặt ở khu vực ngăn cách các tầng của khán đài. Sức chứa của sân vận động công nhân Bắc Kinh là 68.000 khán giả. Được bao phủ hoàn toàn bởi mái tre giống như mái vòm, với bộ khung bao gồm các dầm thép được sắp xếp theo mô hình tam giác. Mái tre được làm bằng vật liệu trong suốt và mặt bên ngoài được phủ bằng các tấm quang điện. Về đêm, mái tre được chiếu sáng bằng nhiều màu sắc đẹp mắt. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt phía dưới mái tre, cũng như hai màn hình video, nằm phía trên khán đài phía sau khung thành. Sân vận động công nhân mới vẫn là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bắc Kinh Quốc An, đội bóng đang chơi tại Chinese Super League. Anbei là sân vận động duy nhất của thành phố Ankhor tại AFC Asian Cup 2023. Sân bóng nằm cách thủ đô Doha 40 km về phía Bắc, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2015. Sân vận động này hoàn thành xây dựng vào đầu năm 2019, nhưng mãi đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 mới chính thức được khánh thành, nhân dịp Cúp Ả Rập 2021. Kinh phí xây dựng sân vận động Anbei lên đến 847 triệu đô la Mỹ. Hình dạng của sân vận động giống như một chiếc lều truyền thống của người Bedouin, được gọi là Bay Ansar. Cấu trúc lều có kích thước 372,5m x 310m và chiều cao là 37m. Mặt tiền và mái nhà được phủ một lớp màng trắng với các sọc đen có chiều rộng khác nhau, được làm từ vật liệu màng sợi thủy tinh PTFE. Những sọc này tượng trưng cho các bộ lạc đã sử dụng những chiếc lều tương tự trong quá khứ. Sân vận động Anbei sở hữu cấu trúc đồ sộ của mái tre có thể thu vào nặng 1.600 tấn. Có thể đóng mở trong khoảng 20 phút. Phần thân của sân vận động được thiết kế theo cách cho phép làm mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Nội thất của sân vận động Anbei bị chi phối bởi màu đỏ và một số ghế được sắp xếp theo mô hình sa đu. Các khán đài 3 tầng có sức chứa 68.895 khán giả. Sân vận động quốc tế Jakarta chính là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 22 hectare vào tháng 3 năm 2019 tại Tanjung Priok, Jakarta. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 2019 việc xây dựng sân vận động mới thực sự bắt đầu. Sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái thu vào có sức chứa lớn nhất ở châu Á hiện nay. Mái tre của sân vận động quốc tế Jakarta có tổng khối lượng lên đến 3.900 tấn. Trong đó phần mái tre có thể thu vào được làm bằng màng ETFE và dài 100 mét. Sân vận động này được thiết kế gồm các khán đài 3 tầng với tổng sức chứa 82.000 khán giả. Sân sẽ có tổng chiều cao 73 mét, trở thành một trong những sân vận động cao nhất thế giới. Hình dạng của sân vận động được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Betawi. Mặt ngoài của sân được thiết kế theo phong cách sọc hổ dựa trên linh vật của câu lạc bộ Persia Jakarta, trong khi ghế ngồi được phối màu ngẫu nhiên dựa trên màu áo của Persia. Sân vận động quốc tế Jakarta sẽ có một đài quan sát ở bên dưới mái tre. Đài quan sát nằm ở độ cao 70 mét so với mặt đất và có tầm nhìn 180 độ. Dù là sân bóng lớn nhất Indonesia hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia vẫn chưa có trận đấu chính thức nào trên sân vận động này.
sân vận động Luceu, nơi từng diễn ra trận chung kết của FIFA World Cup 2022. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại thành phố Luceu, cách thủ đô Doha 15 km về phía Bắc, và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, với kinh phí xây dựng 767 triệu đô la Mỹ. Sân vận động được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc bát Hồi giáo cũng như kiến trúc địa phương. Nhìn từ bên ngoài, hình dạng của nó giống như một cái bát khổng lồ màu vàng. Mặt tiền sân Luceu có hình dáng như một chiếc bát trà là, được tạo thành từ nhiều mảnh hình tam giác phức tạp lấy cảm hứng từ đèn kata cũ. Tổng cộng, mặt tiền sân vận động Luceu có 4.200 tấm nhôm hình tam giác với tổng diện tích 60.000m2. Các hình tam giác này tạo ra một bức màn đục lỗ cho phép ánh sáng chiếu vào các phòng chức năng bên trong. Thiết kế mái sáng tạo giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của sân vận động. Mái lưới cáp hình bánh xe nan hoa có đường kính 307m, một trong những mái lưới cáp kéo lớn nhất thế giới trong một sân vận động, mang lại sự thân thiện với môi trường, đồng thời thống nhất toàn bộ sân vận động dưới một lớp vỏ duy nhất. Vòng căng bên ngoài của nó được kết nối với vòng căng trung tâm bằng một hệ thống cáp phức tạp. Phương pháp này tạo ra một mái nhà rộng mà không cần các cột hỗ trợ. Màng mái có diện tích 45.000m2, được tạo thành từ hàng trăm cấu trúc hình kim cương. Khán đài Luceu có 2 tầng, được lắp đặt ghế đơn mang những màu sắc của cát sa mạc. Với sức chứa 88.966 khán giả, đây là sân vận động lớn nhất khu vực Trung Đông. Vào ban đêm, một hệ thống chiếu sáng tiên tiến sẽ tối đa hóa sự tương tác của ánh sáng và các khe hở ở mặt tiền, mô phỏng ánh sáng của đèn lồng để chào đón người hâm mộ.